dự án phát triển năng lực cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc thực hiện luật du lịch nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam, góp phần xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam xây dựng hệ thống tiêu chí, phân loại hướng dẫn viên, xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động của hướng dẫn viên, kết nối hướng dẫn viên với các công ty lữ hành. Trong khuôn khổ dự án, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, qua 8 đợt xếp hạng hướng dẫn viên tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Khánh Hòa, đã có 401 hướng dẫn viên được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Qua khảo sát, các hướng dẫn viên đã tham gia xếp hạng, có 98% hướng dẫn viên hài lòng với chương trình xếp hạng. Hài lòng với cách thức tổ chức xếp hạng của hội hướng dẫn viên, các hướng dẫn viên này cũng đều nhất trí sẽ tuyên truyền đến các hướng dẫn viên khác để cùng tham gia vào các đợt xếp hạng tiếp theo.